Đây là bánh mình vừa làm xong. Bánh này tên tiếng Đức là Apfelkuchen. Ở ngoài là một lớp vỏ bột giòn, ở bên trong là táo cắt nhuyễn và phô mai tươi. Đó, đây là bên trong là táo và phô mai này. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái món bánh rất là phổ biến của Đức, đó là bánh Apfelkuchen. Thì ở đây mình mua cái bột mà để làm cái vỏ bánh mình mua ở siêu thị người ta bán sẵn. Thì cái bột này tên là Blätterteig. Cái bột này khi mà mình nướng lên á thì ăn cái vỏ ngoài, cái vỏ bánh nó rất là giòn. Ở đây mình sử dụng 3 muỗng ăn đường cát. Mình dùng 250 g phô mai tươi, thì phô mai này là tiếng Đức là Schweizer Quark. Bên trong nó như thế này, nó dạng đặc. Mình dùng một trái táo lớn, trái táo này mình sẽ sắc nhỏ ra. Trước tiên mình sẽ bào vỏ trái táo này và mình sẽ cắt nhỏ ra. Sau khi gọt vỏ thì mình sẽ cắt trái táo ra để bỏ cái lõi ở giữa đi. Táo này mình sẽ sắc thật nhuyễn ra ha. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phô mai, cái quark này vào trong đường và mình trộn đều lên. Cái món bánh này làm thực sự là rất là dễ, và tùy theo mình ăn ngọt hay là ăn lạc thì tùy tùy theo mình ăn ngọt hay không thì mình cho cái lượng đường nó vừa phải. Như ở đây thì mình sử dụng 250 g quark này thì mình cho 3 muỗng đường, 3 muỗng ăn đường, và mình thấy như vậy là đủ ngọt. Còn nếu như bạn nào mà thích ăn ngọt hơn đó thì cho thêm đường ha. Rồi, bây giờ xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho đây là cái bột này mình mua sẵn, thì người ta đã làm, người ta có máy này, người ta ép nó ra sẵn như thế này. Cái bột này Blätterteig thì thực sự nó khi mà mình làm bánh nó rất là giòn, rất là ngon. Đây là cái bột Blätterteig mình mua một cuốn ở siêu thị, thì một cuốn này là 275 g. Bột này thì mình mua về rồi mình chỉ việc dở ra, người ta đã ép sẵn rồi, người mình chỉ mở ra và mình sẽ cắt thành từng miếng để mình làm bánh thôi. Thì mình sẽ chia ra làm 4 phần.
Mình chia ra làm 4 phần để làm 4 cái bánh. Trước tiên thì mình sẽ cắt ra như thế này và nó sẽ thành mỗi cái bánh là 2 miếng bột. Thì khi mà làm cho nhân vào xong rồi đó thì mình sẽ chồng lại 2 cái miếng lại với nhau thì nó sẽ lại thành một cái bánh. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho phô mai lên. Mình sẽ cho lớp phô mai lên. Mình làm sao cố gắng để không có cái lớp phô mai nó không bị tràn ra ngoài mép. Bởi vì nếu mà cái lớp phô mai nó mà ra tới ngoài mép bột này á, thì khi mà mình nướng nó sẽ bị chảy ra ngoài. Sau lớp phô mai thì mình sẽ cho táo bằm. Bây giờ thì mình sẽ cho táo bằm ha. Táo này mình đã bằm thật là nhuyễn. Thì cái bánh này á, mình nướng trong lò không có lâu. Mình chỉ nướng khoảng 10 đến 15 phút thôi. Nên mình phải bằm thật là nhuyễn. Nếu không nhuyễn thì táo nó sẽ không chín. Ở đây phần nhân ở đây thì mình có là 250 gram phô mai tươi và một trái táo bự với lại 3 muỗng đường thì mình trộn tất cả đều nhau. Thì mình chia làm 4 cái bánh là nó vừa đủ. Bánh này khi làm xong thì mình ăn ở ngoài bánh nó rất là giòn, cái bột nó rất là giòn và bên trong nó có vị ngọt thơm của táo và của phô mai. Mình sẽ cố gắng đổ tất cả táo để chia đều cho 4 cái bánh. Vậy là kem cũng vừa đủ cho 4 cái bánh. Bây giờ mình sẽ gấp nó lại ha. Đó, còn hai cái miếng mà mình cắt rời ra thì mình sẽ đậy lên như thế này. Cái này thì mình chỉ việc gấp lại. Bây giờ thì mình dùng một cái nĩa để mình ép cho cái mép nó dính lại với nhau. Khi mà mình ép nó xuống như thế này thì nó sẽ dính lại với nhau. Thì khi mà mình nướng đó, nó không có bị chảy cái nước táo ra ngoài. Và khi mà mình dùng cái nĩa mình ép như thế này đó thì nhìn nó cũng đẹp hơn. Còn nếu bạn nào không thích dùng nĩa thì mình có thể dùng tay mình ép cũng được. Khi mà mình để lên miếng giấy nướng bánh đó thì mình để cho nó cách xa nhau một chút để khi mà mình nướng đó nó phồng lên, nó sẽ không bị dính vào với nhau. Bây giờ đã ép cái mép của bột xong rồi ha, nó dính lại với nhau rồi thì mình sẽ dùng dao để mình cắt ở trên. Mình sẽ dùng dao để mình khứa một chút ở trên nè.
Rồi xong, bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng. Khi nướng bánh thì mình luôn bật lò nhiệt độ 175 đến 180 độ, thì bây giờ mình bật lên 180 độ ha. Và mình để cho cái chế độ quạt hơi nè. Khi lò nóng thì mình sẽ cho bánh vào nướng 15 phút. Sau khi mình nướng 15 phút ở trong lò thì bây giờ bánh đã chín rồi ha. Bây giờ mình sẽ dùng một ít bơ. Bơ này mình đã cho nó chảy ra, mình sẽ quét lên mặt bánh. Thì quét lên mặt bánh nó sẽ giúp cái khi mà cái bánh nó còn đang nóng, mình quét lên như thế này thì sẽ làm cho cái bánh nó thơm ngon hơn và nhìn nó hấp dẫn hơn. Rồi, vậy là bánh của mình đã xong. Bây giờ mình sẽ cắt ra bên trong cho các bạn xem nha. Đây là cái bánh nóng hổi luôn nè các bạn. Cái lớp bột ở ngoài nó rất là giòn. Và bây giờ mình sẽ cắt cho các bạn xem bên trong ha. Đó, đây là bên trong là táo và phô mai nè. Bây giờ thì cái bánh Apple Fantasion của mình đã làm xong và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Nếu bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.